Hello, xin chào ông bà cô chú anh chị đã đến với kênh Ngọc Linh TV. Hôm nay ngày mới, Linh chúc ông bà cô chú dồi dào sức khỏe. Hôm nay hai chị em sẽ chia sẻ với ông bà cô chú anh chị cũng là một cái món quen thuộc. Mời ông bà cô chú anh chị cùng theo dõi nghe, Linh sẽ bí mật để cho Ngọc chia sẻ. Hello Ngọc. Hello bà cô bác anh chị đã đến với kênh của Ngọc Linh TV nha. Trước hết là Ngọc kính chúc ông bà cô bác nhiều sức khỏe nha. Hôm nay cái thằng con trai của Ngọc nó muốn ăn cái tôm mà sốt mezzanine chị Linh nè, mà đây nè anh đó, em Ngọc đã từng chia sẻ nói là rất là thích ăn cái này, cái giống như là mỗi lần nướng barbecue hay là mà giống như là Ngọc nó ướp cái sườn mà loại mà để mà cơm sườn đó chị Linh, ảnh cũng lấy cái này ảnh chấm anh ăn nữa. Thì bây giờ đó Ngọc chỉ làm cho thằng con trai với đứa con gái thôi, cho nên Ngọc làm không có nhiều nha. Ngọc chia sẻ luôn, cái này khoảng 1 pound mấy thịt tôm đó chị Linh. Nhưng mà tôm này á, để Ngọc chia sẻ, mình muốn bự hay nhỏ là tùy mình nha, chứ không có cần nhất thiết mà phải giống như là của Ngọc đâu. Đây nè, giống như Ngọc có thì trong nhà Ngọc thì chỉ có con tôm bự như vậy, thì Ngọc làm tôm bự, nhưng mà mình có loại nào mình làm loại nấy, tại ảnh đang đòi ăn thì Ngọc cũng không, cái này thường thường Ngọc mua để Ngọc cuốn đó chị Linh. Đúng rồi. Xong rồi bây giờ đó là ảnh thích ăn rồi thôi, sẵn Ngọc đem ra Ngọc làm luôn, thì nó bự thì nó ngon thôi chứ không có gì chứ, bự nhỏ là do mình đó. Mình bự thì ít con, nhỏ thì nhiều con thôi. Đúng rồi. Mình giống như là Ngọc cũng rửa xong rồi mình về nè chị Linh. Cho nó xuống vậy ha. Rồi để Ngọc chia sẻ từ từ nha. Rồi Ngọc để đây. Rồi cái này á là cái gia vị ốt của Ngọc này. Nhưng mà cái loại tôm này chị Linh mình phải cần cái này. Cái lọ bột này ha. Lọ bột này mình trộn với tôm mình chiên mới được, chứ không phải bột chiên giòn nha. Tiếng Anh Ngọc thì cũng ta nói tiếng Anh cũng không biết mà tiếng Việt cũng quên luôn là vậy thôi, cho nên cái này nó kêu bà thăm gì thambora vậy đó đó, Ngọc chỉ biết vậy thôi. Có cái hình này đó, có cái hình như vậy nha. Đây nè đó, vậy nha. Còn bây giờ Ngọc trước hết là Ngọc chắc ốp trước quá chị Linh, giống như là Ngọc làm cái tôm trước rồi Ngọc để đó, rồi Ngọc mới chia sẻ cái vụ cái sốt nha chị Linh. Chứ bây giờ nè, đó, mình từng phần đây cho nó dễ nha. Thằng con trai nó thích ăn cái này thì Ngọc thường thường nó thích ăn gì thì giống như lại giờ đang nghỉ mùa spring break này chị Linh. Đúng rồi. Anh đang ở nhà thì cũng tội, giống như mình nhầm khi đích ở đây chị Linh đi học thì đi suốt, hoặc nhầm khi đem miếng bánh mì theo ăn vậy đó chị Linh. Chỉ được nghỉ mấy cái ngày này nè, rồi ở nhà thì nhầm khi nói rồi mẹ con thèm này kia ăn gì thì mình cho nó ăn thôi đó. Vậy đi. Rồi bây giờ đó là Ngọc bỏ cho trong cái tô này ha chị Linh ha. Dẹp cái này qua một bên. Mà cái này á, là giống như là nước á, là phải cần nước với nước đá nha. Cái này không có nói là số lượng nước chị Linh. Tại mình cứ trộn vô trong đây nè chị Linh. Mà mình thích ốp á, giống như mình ốp một chút xíu gia vị vô thì cũng được. Nhưng mà theo Ngọc nghĩ đó, là tại vì nó ăn không đó chị Linh, thì Ngọc không có cần phải ốp cái gì hết trơn trời. Tại trong cái bột này nè chị Linh, nó cũng có một chút xíu gia vị rồi ha. Okay. Còn ai muốn ốp á, thì mình tự nhiên. Cái đó là cái gia vị của mình mà chị Linh. Đó. Giờ là Ngọc bỏ vô vậy nè. Cái này dễ lắm chị Linh ơi, mà nó cũng lẹ lắm, thì Ngọc cứ bỏ về Ngọc trộn nha. Đó, bỏ trộn cho nó dính hết tôm vậy thôi vậy. Trộn cho nó dính tôm xong rồi chế cái nước vô cho nó hơi sánh sánh, giống như là mình lăn qua bột và cho nó ướt ướt cho chị Linh nè. Cái này nó phải có nước đá nha. Tại vì cái này nó phải có nước đá, bỏ đại vô không sao chứ. Rồi một hồi nữa mình giống như nó cần cái độ lạnh. Nó cần cái lạnh. Cái bột này nó cần cái lạnh. Rồi mình giống như mình muốn dày thì chị Linh, mình muốn nhiều bột thì mình bỏ nhiều bột vô, còn mình muốn giống như cho nó cái da nó mỏng thì mình bỏ ít, giống như vậy này là ít vậy đó chị Linh. Cái này nó rất là dễ, nhưng mà cái sốt á quan trọng là hồi mình chiên xong cái sốt. Con tôm này hơi bự, mình cho nó hơi dày dày bột đi. Đó, con tôm nó cũng hơi bự đó. Rồi gần hồi cái mình đem từng con tôm lên, mình giống như mình lấy cái tay mình lụm từng con tôm vậy đó chị Linh. Từng con bỏ vô chiên đó. Rồi mình lụm là mình chiên thôi, có gì đâu, dễ lắm. Mà lẹ, nó nhanh ngọn lẹ lắm cái này. Đó. Nhưng mà cái này là phải trộn ở trong này, chứ không có thể nào giống như mấy cái gà mà bỏ trong cái bịch mà đổ vô mà xong. Không, cái nào cũng được chị Linh ơi, cái đó không được. Cái nào á, cái nào Ngọc làm được thì Ngọc làm, cái đó là không được. Yeah. Làm giống như cái nào là biến được là biến chị Linh. Còn cái này là phải hơi xiên xiên chút nha, đó nha. Bây giờ là đại khái là dày nha chị Linh, dày trước nha. Ok. Đó, giờ Ngọc để đây ha. Giờ Ngọc bắt đầu chia quay qua chia sẻ cái sót. Rồi, dẹp qua bên Ngọc gác lại, bỏ tủ lạnh cho nên ăn mấy cái tôm.
giờ Ngọc Lan bỏ tủ lạnh một chút xíu nha, tại vì nhắc kêu kiểu cho nó tắm đó chị Linh, mà tính tiếp bỏ tủ lạnh chứ. Rồi thằng nào không cần thiết thì bỏ qua luôn. Còn mấy này cần trên á, giờ mấy này xong đây cũng cần luôn. Rồi bây giờ Ngọc chia sẻ cái sốt cho. Cái như cái sốt con Ngọc đã mình lấy cái tô về là chị Linh kêu cho nó dễ thấy. Đầu tiên nhất á, là mình phải cần cái mayonnaise này nghe chị Linh. Hiệu nào cũng được chơi nha, không cần nhất thiết phải giống cô Ngọc đâu nha. Đây nè, như nè, đó. Ngọc, Ngọc lấy trước hai giống như là ho ba muỗng ăn canh dung đi nghe chị Linh. Đó, vậy đây nha. Này cũng tùy theo mình ăn nhiều. Mình muốn nhiều sốt thì là nhiều sốt, nhưng mà cái này là hơi cũng hơi ấy đó nghe chị Linh. Ăn này cũng good lắm. ăn nhiều tập nhiều rồi á. Bây giờ là Ngọc cái này là giống như là mình cũng đem theo cái gia vị của mình đó nha. Ngọc cho vậy đi nè, Ngọc cho một muỗng đường vô trước nghe chị Linh. Nha, cái này đường nha, cái này đường nha, đó mình cho chút xíu muối vô, tại nó phải cần có chút xíu muối. Nha, rồi Ngọc về nè, Ngọc cho cái một muỗng sữa vô đây trước nghe chị Linh. Ok đó. Cái này ăn là tập đá luôn rồi nha. Rồi phải có thêm giống như nãy này nè nha chị Linh. Mật ong. Chị Linh biết này ai thích không? Bé Tiết. Đúng rồi. Bé Tiết nghiền cái này lắm. Là giống như kiểu là thích lắm. Là cháo của Ngọc á. Không có nai Ngọc. Đó. Mình bỏ vô đây. Rồi một hồi mình phải nêm lại đó chị Linh. Nó giống như cái nó phải có giống như là một chút xíu. Đây. Ngọc cho chút xíu cái này là cái bằng là bột tỏi nè chị Linh. Cho nó thơm ha. Bỏ vô đây. Cái này không thiếu được nghe chị Linh. Cái này là vỏ chanh nha, phải cần một miếng vỏ chanh vô trong đây nghe chị Linh. Vỏ chanh vàng. Vỏ chanh vàng mới được, chanh xanh là không được nha, phải vỏ chanh vàng đó. Đây. Tại vì cái này một hồi chị Linh nó ngọc trộn lên á, cái vỏ chanh này nó làm cái mùi lên đó nghe. Cái này là không có dầu mè, dầu hào gì chứ nghe chị Linh, cái này là nó dạng này nó như vậy đó. Đó nha. Mình cho xíu. Mình giống như nít nó ăn thì mình đừng có để nhiều. Nhưng mà đây nữa Linh, cần phải có nửa trái chanh. Nào Ngọc phải nặng vô trước nha. Đừng hồi Ngọc phải niêm nữa nghe, chứ không phải là Ngọc nặng nửa trái chanh rồi thôi đâu nha. Nhưng mà Ngọc phải niêm. Nó phải có cái hậu giống như là chua chua rồi nó hơi ngọt ngọt vậy đó, cho nên nó ngã qua vậy đó. Nhưng mà cái này mình không thích đó, cái chanh này chị Linh. Mình mua nước khố cũng được nghe chị Linh. Đó, mình đánh lên. Nói chung là mình cần cái hậu chua, nhưng mà có như giống như mình thích cái nước mà mình khốn đó chị Linh, mình mua trong cái lon đó chị Linh. Rồi mình về mình làm cũng được nó nghe, chứ không cần giống như của Ngọc. Nói nhưng mà nhà Ngọc có là Ngọc thường hay là mình chanh giống như vậy. Ngọc làm chanh không? Mình đánh chị Linh thấy nó mít lên chanh chưa? Đó, rồi bây giờ đó, để khoan. Rồi Ngọc mới nêm. Nói như mình nêm nó đừng có chua, nhầm khi nó chua quá làm sao mình phải thêm đường, nhầm khi nó không có. Nó phải có cái vị theo cái giống như nó hơi chua chua mà béo béo á chị Linh. Để nó cũng phải hơi mặn mặn rồi chứ, giống như nó phải vừa theo cái miệng của mình chứ, đúng không? Đừng cái tay, cái ra cái tay rất ít, khó chịu quá. Giờ đây. Giờ Ngọc lấy cái muỗng nhỏ nhỏ vậy đi, bé bé xinh xinh nha. Giờ Ngọc thử nha. Ngọc thử không nó cũng đủ rồi, chạy bộ thấy mồ rồi đó. Ngọc thử lên. Cái này là vừa luôn á ông bà cô bác anh chị ơi. Chút xíu chanh nữa thôi được rồi cho lên đây. Ngọc nghĩ về là con trai Ngọc thích lắm. Nha. Tí gì thôi, tí muối lên đây nè. Chút xíu hồi nãy là Ngọc thấy vừa đó, nhưng mà thôi vậy đi. Đó. Rồi đó. Hồi nãy Ngọc như bỏ một muỗng đường này nè chị Linh nhớ không? Còn chút xíu muối nha. Một muỗng sữa hồng thọ đúng chưa? Rồi thêm một muỗng mật ong ha. Mà hồi nãy là ba muỗng cái sốt đó, ba muỗng cái này nó kêu là mayonnaise đó ha. Hiệu nào cũng được nha, mình muốn ăn béo thì mình mua hiệu béo, nhưng mà thằng con trai Ngọc nó mua hiệu này thì nhà có hiệu này thì Ngọc làm hiệu này. Cái này thì do mình ha. Đó là cái sốt của Ngọc đã hoàn thành cái sốt rồi đó chị Linh, thấy chưa? Bây giờ hoàn thành cái sốt rồi. Bây giờ để vòng bên đó
bây giờ để vậy, bây giờ bắt đầu mình á, mình đi ăn sao, đừng mình chuẩn bị cái dầu á chị Linh, chuẩn bị cái dầu xong rồi mình chuẩn bị mấy cái đồ, đừng mình bắt đầu chiên cái con tôm. Cái mình chiên con tôm xong mình lên là mình trộn cái sốt này là nó ăn được rồi chị Linh. Ok, vậy cho mình xuống dưới mình chiên rồi mình chia sẻ tiếp nha. Chia sẻ tiếp nhanh gọn lẹ. Đây nè chị Linh, giống như mình làm vậy nè chị Linh đó, mình để hồi cái nấy nè. Còn nếu mình cảm thấy mình nó không có đủ cái bột của mình đó chị Linh thì mình có thể bỏ vô thêm á. Rồi mình lụm từ con vậy nè chị Linh. Ok. Mình gõ vô. Coi có dầu nóng chưa? Nóng rồi phải không? Chị thấy gì nóng không phải không? Trời nó nóng chút xíu vậy đó. Nè, cái dầu chưa thấy nóng không? Rồi mình bỏ vô thôi, nhưng mà tôm thì nó lẹ lắm nghe chị Linh. Mình cái đó nó nè, nó nóng nóng rồi đó, mình cứ lụm từ con tôm mình bỏ vô chứ đừng có hốt nguyên vậy nghe chị. Nó là không được à đó. Mà cái này á lẹ lắm chị Linh ơi, mấy cái tại vì cái này đã chờ cho nó sôi nè, bây giờ mình lụm từ con tôm vậy nè. Mình bỏ nó vô thôi, rồi mình chiên. Ngọc cũng chiên hai lần giống vậy đó, tại vì cái tôm này nó rất là nhanh đó. Bây giờ nó nóng rồi nè chị Linh. Nóng rồi đó. Nóng ha, vậy nó bỏ vô. Tôm mình bữa nay hơi bự chị Linh ha. Ngộ lắm chị Linh, nhầm khi đó mình ra mình mua cũng cái size đó mà có lần nó bự nghe chị Linh. Có lúc nó nhỏ xíu rồi chị Linh. Đúng rồi. Ngộ lắm. Mình không biết được. Đó, giờ mình bỏ vô đây đi. Làm một lần chắc mình là xong cái chảo này cũng ngập rồi. Bắt từ con thôi. Tại vì mình muốn cho nó bời gời ra cho Linh, đừng hồi mình trộn sốt cho nó dính điệu chị Linh. Chứ giờ nếu mình bỏ vô nguyên về đâu được. Mà Ngọc chiên ngay là tùy tùng là bao nhiêu luôn. Cũng Ngọc cũng phải bọc lụm ra từ từ vậy đó. Mình phải chịu khó á. Bỏ vô mình ăn là xong rồi thôi. Chịu khó thì đồ ăn nó mới ngon. Này con này bỏ đi trước này cho Linh thấy không? Giờ mình vớt cái con này ra trước đi, nó quế chứ. Nó quế lên, tại vì hồi mình bỏ vô là bỏ đi mà. Chứ còn cái này không có bỏ vô bộ con, ý không có bỏ vô trong cái gì nè Linh. Cái bọc mà trộn giống như hộp bộ hổm đó là không được à. Tại vì mình phải lụm cái từ con, còn bộ hổm cái đó là mình khô đó chị Linh. Đúng rồi. Bỏ mình sóc cho nó mau, nó nhanh. Nhưng mà cái này là cũng đã nhanh lắm rồi. Rồi cái này, cái món này là nhanh lắm chị Linh. Chị Linh nhớ tiệc nào Ngọc cũng hay có làm nha ha. Nè. Tôm được cái này màu đẹp chị Linh. Mấy đứa bé nhà nó thích. Nó thích lắm. Có lần mình đi qua bên, nhớ đi qua bên Mỹ không chị Linh? Cái vô trong chỗ có bao bụng đó chị Linh nhớ không? Ngày sinh nhật của bố mình đó. Cái nó có cái này nè chị Linh. Như vậy nó ăn cái nó đầu tới bây giờ ngọt là luôn á. Nó vậy đó. Mình phải cho nó trong lúc mình gần vớt cái này ra là mình cũng phải chuẩn bị bên đây vậy đó. Rồi mình ngồi bỏ vô gần. Mình nghĩ gì được nè. Mình bỏ ra. Xong họ vớt lại mình lại nữa. Cha con tôm này cũng bận chị Linh ơi. Mình ăn con mẹ thôi hả? Đó, rồi xong nó vô nó gặp cái bột nữa đó chị Linh, cái nó nở ra nữa chị Linh thấy không? Nè Ngọc làm từ con mà nó còn dính nữa nè chị Linh thấy không? Mình thấy như vậy đó. Mình cứ tiếp tục bỏ vô. Mình cứ tiếp tục bỏ vô, sắp xong rồi chị Linh. Lẹ lắm, cái này lẹ nè. Tại Ngọc làm được ta chị Linh có thấy không? Tại vì cái tay nó ngọt, Ngọc làm thấy cái bụng ngược tay á. Dè xuống ngược. Đây, đó, dè xong rồi đây. Bỏ vào đây. Đây. Mình có thể để cái sốt đó rồi mình chấm cũng được đó chị Linh. Nhưng mà mà bây giờ Ngọc chuẩn bị vớt cái này ra là cái bên đây nó nãy đó chị Linh là Ngọc đã bỏ ngược cho nó vô được rồi. Đúng rồi. Cũng đâu có cần ấy đâu, nó có cần tắt dầu quá chị Linh. Là con nào hôm nay ăn xứng đáng nghe chị Linh. Xứng đáng là gì nó trở ra. Mà cái đó dính bột mà bây giờ cái này nó dính rồi đó. Tại mình muốn bỏ bột nhiều hay ít là tùy mình. Ở nhà Ngọc hết cái hột điều quá chị Linh. Mình trộn cái giá trộn cái này nè chị Linh, xong mình bỏ vài cái hột điều vô cũng ngon lắm nha chị Linh. Nó đẹp mà ăn giống như nó tan thêm cái hương vị mà nhà Ngọc có hơi có đậu phộng hơi có hột điều vậy nè. Mà nó phải là hột điều thốt cần tiết của nhau đó. Cái này nãy nha cha, mình chiên đầu tiên rồi mình bỏ vô cho Linh cho nó giòn lại, nó giòn cái bột mình mới được chứ chị Linh, nãy nó chưa giòn mà. Đúng rồi. Vậy thôi. Cái này ăn một con hai con chắc nó no luôn quá chị Linh. Mà bây giờ
sáng á anh nói nhà giống như anh muốn ăn, mà bữa nay anh nghỉ nhà đó, rồi bây giờ nếu mà không công đi chợ quá bỏ đại vô làm cho nè, rồi mình bỏ luôn mấy cái này nãy luôn này cho nên nó cũng nguội rồi nè, rồi mình vớt can lần một mình đi bỏ sáp vô thôi. Cái này mà Ngọc nghĩ cho Linh thì phòng nào như cho mình làm á, không có đứa nít nào mà nó che đâu cho Linh, nó chỉ có cái gì thôi đó không che. Mình cứ để lửa cao nghe cho Linh, tại vì phút cuối rồi mà cái dầu này phải là dầu nhiều nha, chiên cái này dầu nhiều chứ đừng có để cái chút xíu dầu mà lăn con tôm qua lại là nó sẽ lột hết mấy cái bột ra đó cho Linh, nó không có dính vô bột là không ngon đâu, nó làm thì làm nó có bột. Tại vì cái dầu nó đó cho nên mình xài rồi nó cũng đâu có dơ đâu, cho nên mình có thể xài lại được mà. Tôm á, nó đâu có dơ đâu. Mình có thể xài được cái là no, mình xài lại được. Cho nên nhầm khi mình bỏ vô trong cái chảo mà ít quá đó chị Linh, thì Ngọc nghĩ là cái tôm nó giống như cái bột nó luộc cho hết cái tôm nó nằm nơi bột nằm ngã thì trộn cái sốt vô nó sẽ không ngon. Phải có cái bột không được giờ. No, phải có cái bột. Cái này nè mình thường thường á mà mình đi vô mấy nhà hàng tạm hay làm món khai vị đó chị Linh. Được rồi này chị Linh thấy không? Tại vì tôm mà chiên lâu quá con tôm cắt khô đúng chưa? Đó ha. Vậy một chết coi nha. Mình chết mình cắt rồi đó. Đây, tôm cũng mọc xong rồi đấy. Mình cắt hồi nãy chị Linh nhớ Ngọc cắt thì sao luôn không? Dưới thì nó con lên. Con nhìn thấy nó con lên. Thấy chưa? Bây giờ Ngọc đi hàng trước cho chị Linh. Giờ Ngọc phải cần cái dĩa. Cần cái dĩa rồi Ngọc trộn tôm lên đó chị Linh. Đúng rồi. Cái sốt nãy đánh bỏ tủ lạnh rồi lấy ra lô. Dạ đúng rồi, để Ngọc chờ. Mình lấy hai cái dĩa, một cái dĩa để còn đựng tôm, cái dĩa. Tại khi mình trộn vô cho Linh nó sẽ dơ cái dĩa rồi bỏ vô cái dĩa khác mà cùng Ngọc lên. Bây giờ đó đây. Giờ cái này á Ngọc lấy cái dĩa này nè, Ngọc bỏ vô đây. Mình đánh cái sốt đó thôi, mình không biết nó có giống như nhiều khi nó ít hay nhiều, nếu mà giống như nó, nhưng mà nếu mà nó nhiều thì mình có thể, nhưng mà Ngọc đánh cái này là Ngọc bảo đảm cho lên là đủ luôn. Tại vì khi vô đây xong rồi lên nó sẽ chảy ra nữa đó ha, mình cứ trộn lên vậy ha. Nè bây giờ nó vậy đi, trộn cho nó thấm từ con đi. Nè đây nè, tại vì này nó đang giòn này cho nên nó gặp nóng gì nè, cái mozzarella nó chảy ra nè, thấy không? Nó bây giờ mình bỏ qua đây. Trời, mấy đứa nít ăn nó thích lắm cho Linh ơi, mà cái này người lớn ăn là thôi ăn về luôn hả, lên tập thể dục đây, thấy không? Mình phải chịu khó mình trộn vậy nó mới đều, cho nên còn mình muốn ăn mình muốn để chấm thì cũng được nha, chứ không có sao tan chảo đó. Ngon không? Đây đó. Tôm này xứng đáng bằng tiền bát gạo cho Linh ơi. Phải rồi đó. Đây nè đó, giờ nè vừa đủ luôn nè cho Linh, thấy không? Thấy vừa không đó, thường thường nói như vậy đó. Còn mình muốn ít hay nhiều là tùy nha, còn Ngọc trộn là Ngọc trộn thường vậy là con của Ngọc rất là thích ăn. Còn mình giống như mình bị mình đã ẻ thôi, mình không có ăn được cái này thì mình làm ít lại nha, cái đó là tùy mình. Bằng không mà chiên bột để chứ không vậy thôi. Thì nãy Ngọc nói đó, chỉ ăn vậy thôi. Đó, bằng không là mình cứ chiên bột mình để đó đây. Nè, đó, vậy đó. Ok, được rồi. Rồi, dẹp qua bên kia hết. Thấy không chị Linh? Đó, thấy không? Ngon lắm mà chị Linh ơi. Ừ. Rồi.
Thôi, Ngọc mời ông bà, cô bác, anh chị nghe cha, cái con tôm này nó bự. Còn nó còn thối lên luôn nè chị Linh, nó còn nắm đó. Ngọc đáp ra ngoài. Đó lấy cái kéo mà nhóc ra. Hả? Chứ... chắc lấy cái kéo thiệt đó chị Linh. Nó bự quá chị Linh. Thôi tôi kéo đây. Cái Ngọc chùi nha. Mà cái màu nó đẹp chị Linh. Cái bột nó giống như cái bột nó lên cái màu vậy nó đẹp không? Nè. Ngọc nhóc ra. Cơm nè. Còn giống như con lót tờ vậy chứ Linh. Nó bự quá. Thịt nó nhiều thì giống như là mình có mình làm đại vậy luôn đó chứ Linh, chứ bây giờ nó muốn ăn rồi, giữa giống như tự nhiên chát muốn ăn nửa chừng đó. Thôi Ngọc mời ông bà cô bác anh chị dùng tôm mà sốt mayonnaise với Ngọc nha, để Ngọc thử nghe cho Linh ha. Ngọc thử như thế nào, có vừa ăn như thế nào, nó béo ngậy như thế nào. Còn khấu lên luôn nha chị Linh. Đúng rồi. Đó, khấu lên nghe ngốc. Thôi Ngọc mời ông bà cô bác. Thôi chị em Ngọc ăn trước nha chị Linh. Nó còn giòn chưa thấy không? Giống như vậy nè chị Linh. Nó có cái độ chua chua mà thơm thơm cái vỏ chanh đó chị Linh. Rồi mình bỏ tỏi rồi vô đó, cái mayonnaise nó hơi béo béo. Nó ngon lắm đó chị Linh. Mà giống như kiểu là nó có cái mayonnaise béo béo rồi mình ăn cái mình chiên với cái bột nó hơi giòn giòn nè, nó rất là thơm, nó rất là ngon. Thì hôm nay á, Ngọc cũng chia sẻ với ông bà cô bác anh chị cái món mà giống như là tôm sốt mayonnaise nha. Thì ông bà cô bác anh chị thử giống như là khi nào có tiệc hoặc cuối tuần rồi đó mình làm thử cơ, hoặc cái này là có tiệc là hết sảy luôn á chị Linh, làm nó vừa lẹ nó chứ hả chị Linh ha. Đúng. Thì Ngọc chia sẻ với ông bà cô bác anh chị, và Ngọc cũng cảm ơn ông bà cô bác anh chị trong và ngoài nước nha, đã ủng hộ cái kênh của Ngọc Linh TV. Xin hôm nay xin hãy đón nhận cái món tôm mà lăn bột mà sốt mayonnaise của Ngọc nha. Thì Ngọc cảm ơn ông bà cô bác anh chị nhiều lắm. Xin ông bà cô bác anh chị thương Ngọc Linh TV Canada đó, thì xin hãy share cho Ngọc Linh TV Canada là một like, một share, một đăng ký kênh. Ngọc cảm ơn ông bà cô bác anh chị rất là nhiều nha. Ngọc kính chúc ông bà cô bác anh chị nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thôi Ngọc tạm dừng cái video tại nơi đây. Ngọc xin tạm biệt ông bà cô bác anh chị nha. Cảm ơn bà cô bác anh chị và xin hẹn gặp lại trong video kế tiếp. Cảm ơn bà cô bác anh chị rất nhiều. Bye bye. Bye.